Ui. Ê mọi người, hôm nay tự dưng ở khu vực này có rất nhiều con bò luôn. Mình nghĩ là những con bò không biết bò tinh hay bò gì, không biết con hồ ly tinh nó nhập vào không. Nhưng mà mình ra con máu này đây. Đây lại có vết máu em nhá. Đấy, thấy chưa? Mà mới thôi. Vết máu mới thôi, mới tinh luôn. Đấy. Thì mình là không biết là con hồ ấy có phải hồ ly tinh nhập vào chưa. Từ từ những con bò hồ ly tinh rất là hợp với những con bò tinh ấy. Nếu nhập vào bò ấy, nó hút người. Không biết là không biết nhập vào tinh mà nhập vào từng con bò rất là nhiều luôn. Bây giờ ấy. Bây giờ mọi người nhá, mình phải ra mình xem con bò nó khác lạ với con bình thường. Xem nó có phát hiện gì không, xem nó giữ nhập vào thì sẽ khác con bò bình thường rất nhiều luôn. Ui này nhìn này, ui nhìn thấy chưa, ui dữ đầy luôn kìa, ui hàng đàn luôn, thấy chưa. Bây giờ mình phải nhìn xem những bò nào khác bò bình thường, nó mà giữ ấy là những bò bị nhập, còn những bò mà nó hiền ấy thì là những bò không bị sao nhá. Ui, có sừng này. Ui, thở, bình tĩnh nhá. Bình tĩnh nhá, sao có này đâu. Mình phải ghi con này nó bị nhập rồi. Ta hai sừng tự do quản nó quạt xuống kia. Ui, sừng này. Nó còn nhập chưa, nhưng mà nhìn có cái này hơi nạ. Còn chịu nhập không này. Sừng quá. Con này khả năng nó đã đặng nhập rồi, nhưng mà sao cái sừng bị quạt vào kìa. Còn nhiều hơn này, nó đầy kìa. Rất nhiều hơn. Mình nghĩ là những con bò này chịu nhập đâu anh em ạ. Những con bò chịu nhập đâu. Ui. Ui, thì chưa chở con kêu. Đây. Vừa ngay thì chở con kêu trong quay. Ui, tiếng người kêu ấy. Tức là những con bò này chưa bị hồi tinh nhập anh em nhá. Đấy. Thấy tiếng cho con kêu chưa? Hay có ấy tiếng kêu to thế. Ui. To này nha. Này kêu to. Rõ ràng vừa mới nghe tiếng kêu ngoài em à. Đấy. Mà giống tôi không thấy đâu rồi. Hay là cái người chân bò bị nó con hồ tinh nó bắt rồi. Nó không nhập vào bò nhưng mà nó nhập vào cái người chân bò ấy. Đúng không? Thế là với tiếng kêu của người chân bò bị nó bắt rồi. Ui trên này này. Ui rõ ràng thấy tiếng ở trên này mà. Cảo lắm. Không gì thôi. Ui. Ui, thế gì kêu ấy. Ui chân người. Ui, chân người chân bò rồi. Ui, bật khẩu lên trên nữa kìa. Ui, có gỡ rồi. Gỡ không em ơi. Đúng chân rồi. Chân to rồi. Đứng lên xem. Đứng lên. Không đi trên mặt em nào. Bên dưới chân này. Ôi. Đúng người rồi. Đúng cái người chân bò anh em ơi. Cậu bé chân bò. Ăn bắt đầu rồi anh em ơi. Có mỗi chân thôi. Lên mày. Mỗi chân tay anh em ơi, bắt đầu rồi.
bắt đầu rồi, các bạn bắt đầu rồi. Các bạn bắt đầu rồi. Bên trên cậu bé chân bóng bắt đầu rồi nha mấy. Giữ chặt, giữ chặt rồi. Bắt đầu của cái cậu bé rồi nha mày. Tôi gặp đá kìa. Ây, chết rồi. Ôi. Bất tích. Anh bắt đầu của thằng bé rồi. Mình lôi chân ra nhá. Mày chết tao. Bắt đầu với cái lông của anh. Nó cứ chiều mình. Ôi. Con quỷ ơi, mặt quỷ anh em ơi. Mặt quỷ ơi. Người chạy đường xanh. Mặt quỷ anh em ơi. Hôm nay cả con mặt quỷ lên đi đâu. Kinh chứ nhờ, mặt cả mặt quỷ con kinh lắm. Để sao rồi? Cậu hai cậu kia bị ấy rồi anh em. Là bị mất đầu rồi. Mình không kéo nữa. Nó ăn bắt đầu. Ăn cái đầu quỷ này nó ăn vào để nó hồi sinh sinh cái chúa quỷ chúa nó ấy. Bây giờ cái nào nhá. Ui sao kìa. Nó tha xác cô bé đi rồi. Mất rồi. Ui. Thế cơ. Ui, nó tha xuống lòng đống đất đây nhé mày. Nó tha xác cậu bé chân bó xuống lòng đất đây nhé mày. Xuống thẳng đất này. Ui, mẹ kinh thế. Hôm nay con nhập không nhập vào bò tinh nữa mà nó bắt cậu bé chân bò thôi. Mấy sao rồi? Ủa? Nó tha cậu bé xuống đất luôn. Ui, nó chân chú tha từng chân một luôn. Án bắt đầu. Kinh lắm. Hôm nay mình chứng kiến một cảnh kinh hoàng luôn nhỉ. Đi. Bây giờ có thể con này một mình phải tìm cách thôi chứ bây giờ nó cứ ngày nào cũng tha giết một người ấy chết rồi. Tại vì mình là mình có bùa ấy là mình không sợ. Còn bình thường mà người không có bùa mà gặp nó nhá là cắn bắt đầu ngay. Nhưng mình bây giờ mình có bùa ở trong người ấy nên là hồn tinh nó không dám động đến mình, nó không dám gần tới mình em nhá. Gần tới mình nó sẽ đẩy ra ngay. Đi bây giờ phải đi tìm nó xong phải đốt nó mới chết được. Đi nhanh em ơi. Ghê lắm.